Khánh xin chào ông bà cô chú anh chị em và các bạn thân yêu. Sáng nay thì cậu Năm xuống, lát nữa con chở cậu Năm qua bên vườn của mình Tòn. Thì bữa nay cậu Năm có quà, quà hai phần quà luôn. Dữ vậy hả? Hai phần luôn. Thì quà này một phần là của chị Khiết. Chị Khiết ở bên Mỹ, chị Khiết nhờ Khánh gửi cho cậu Năm số tiền là 500.000. Này là của cậu chị Khiết. Cảm ơn. Chắc cậu Năm cho bằng cô á. Xin cảm ơn cô Khiết có tấm lòng vàng tốt đối với cậu Năm Khánh. Một lần nữa chúc gia đình, đại gia đình mạnh khỏe, bình an, mừng ăn tấn đài tấn lợi hàng năm. Được gia đình được dồi dào sức khỏe. Dạ. Rồi, đây là món quà thứ hai là quà của anh Kevin Nguyễn. Anh Kevin Nguyễn nhờ Khánh gửi cho cậu Năm số tiền là 100 đô. Cái này lớn không con? Dạ. Khánh kêu bằng anh. Cậu Năm kêu bằng cậu hay chú gì cũng được. Kevin Nguyễn nè. Kevin. Rất cảm ơn tấm lòng vàng của chú Lê Kim Nguyễn hả con? Lê Kim Nguyễn. Kevin Nguyễn có tấm lòng tốt đối với cậu Năm Khánh. Xin chúc gia đình được mạnh khỏe, được nhiều sức khỏe và có niềm vui trong cuộc sống. Xin rất cảm ơn Kevin Nguyễn. Đúng rồi. Em cũng xin cảm ơn chị Khiết và em cũng xin cảm ơn anh Kevin Nguyễn đã thương yêu, giúp đỡ cho những người thân xung quanh em, đó là cậu Năm của em ở đây. Thì em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Cậu Năm vui không? Vui quá rồi. Dạ. Vui quá. Cái tha lạ mà có tấm lòng rất tốt đối với cậu Năm phải không? Ở đây ai cũng thương. Ở đây ai cũng thương cậu Năm hết. Có tấm lòng rất tốt. Em cũng xin chúc cho anh Kevin Nguyễn và chị Khiết được nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui, được bình an. Và cũng em cũng xin ơn trên chúc phước trên tài chánh của gia đình anh chị, để gia đình anh chị sau này có nhiều điều kiện giúp đỡ cho những người khó khăn khác. Em cảm ơn rất là nhiều. Thôi mình nhận chìm ghe anh ấy nè. Ủa nhận chìm ghe có mưa không mà chìm đó, nhận hai lần nữa vậy hả? Trời ơi phá cậu Hai, mốt gắn camera mẹ camera mặt trái nó quay hết vườn này rồi. Chắc không được quá cậu Hai, để con nói bình. Nó gắn đó quầy xéo, mấy gắn nhà tắm này nó đâu biết phụ dạ. Chuyện cho nó gắn góc nhà tắm nó quay lên đây, góc nhà nó quay lên trệt. Nói đi. Trời ơi phá thiệt là phá luôn á. Này là lạp của cậu Hai. Bên đây là cái lạp của cậu Hai luôn. Giờ mấy cái này là ốc sên cậu Hai bắt hồi nào vậy? Bắt ở dưới làm lên đó. Bắt ở hỏm hả cậu Hai? Gọng đi ra. Ủa cậu Hai bắt lần mấy ký mà sao nhiều dữ hả? Trời ơi bắt lần cái mấy trăm con mà. Dữ vậy hả? Cậu Hai còn gọng không? Hết rồi. Cái anh gì anh hứa anh lên anh bắt vô mà không bắt. Quẹo quá hả? Cái anh gì mận đây một bự mập con á. Quẹo, anh quẹo. Chị Linh. Để con chút nữa rồi chắc chơi tươi chịu gì ảnh có xuống không nhắc ảnh. Cái cục đen đen nặng là gì cậu Hai? Cái nào? Cái đó 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 đó. Cái này hả? Dạ. Thức ăn. Thức ăn hả? Cậu Hai tắm vậy hả? Cám đê hả? Cám đê với mắm. Dạ. Mắm cá linh hả cậu Hai? Cậu Hai mua anh nghĩ hết nhiêu tiền mồi cậu Hai? Bữa thì tổng cộng chắc có 20 à. 20 ngàn tiền mồi. Dạ. Ở dưới ốc sên người ta có bán không cậu Hai? Không. Đi bắt thôi. Đi bắt. Vậy cậu Hai để mồi á vô trong cái lạp. Cái này là ốc sên nè. Còn cái này cánh đê với cá linh. Cậu Hai tính vô, cậu Hai bỏ vô cái ống ngủ hả? Ống ngủ. Vậy là nó nghe mùi chứ nó đâu ăn được miếng nào đâu. Không. Vậy vô nó cũng liếm vô có ăn được gì. Anh liếm láp vậy thôi chứ đâu ăn. Đâu có ăn gì được đâu. Dạ.
nó nuốt cái con nó chắc nó lòi mặn họng nó luôn. Đâu có cắn được dây nhách mà. Giờ cũng hay chứ ha. Hôm nay cậu hai lên đây cậu hai đặt được mấy ký rồi? Hôm nay chắc cũng được chục ký rồi. Vậy cậu hai làm nhiêu là cậu hai sống mình cậu hai vậy hả? Cậu hai bơi xuồng từ Thạnh Phú mà lên đây vậy? Cậu hai đi hay thiệt luôn á. Cậu hai đi bao lâu là tới vậy cậu hai? Đi mấy tiếng? Từ sông Cái bơi lên đúng 3 tiếng rưỡi. Bơi liên tục có hai cậu hai? Cũng bơi nhẹ nhẹ. Vừa cặp bến này bấm điện thoại coi là 3 tiếng rưỡi. Cậu hai mỏi tay không? Thả trâu thôi, nước bơi nhẹ nhẹ chứ đâu bơi hoài mạnh. Vậy hả? Mà thả đúng con nước nó ngừng hơn cậu hai? Không, chưa ra bữa lên đây mới 2 phần nước à. Ủa vậy là nước mới vừa lớn lên là cậu hai bơi liền á? Vậy là tả thả to theo nước nó đỡ mỏi tay mình ha. Chứ mà bơi nước ngọt nước bết ngược nước ngược bơi không nổi. Mà có điều giăng nắng đi bằng đêm. Đi bằng đêm hả? Bữa lên tới đây mới 7:30 sáng mà. Vậy hả cậu hai? Vậy cậu hai đi bằng đêm thấy đường bơi không? Thấy chứ, ngoài sông sáng ánh à. Cái gì sáng cậu hai? Ngoài sông nó đâu có tối. Băng khuya á hả? Vậy là ánh mặt trời nó lên lên hả? Không có bằng đêm á, ngoài sông á đâu có cây gì che khuất đâu tối. Vậy hả? Thấy đường. Vậy cậu hai đi mà có đem đèn pin theo không? Có chứ, đem 2 trái rồi. Dạ. Cái ghe cậu hai nhỏ xíu mà cậu hai bơi từ dưới thành phố lên đây hay thiệt luôn á. Con là con không có dám đi vậy. Quen. Vậy chừng nào cậu hai về dưới cậu hai thả nước ngược, thả nước gầm cậu hai về. Dạ. Hay thiệt. Cậu hai ở dưới là cậu hai ở xã nào cậu hai? Đại Điền. Đại Điền. Đại Điền qua khỏi Tân Phong chưa? Tân Phong chạy ra đây. Nghe Tân Phong chạy thẳng ra. Dạ. Bơi lần Tân Phong cũng là xã của Đại Điền. Ở dưới con thấy người ta cũng đặt cái này nhiều lắm luôn á. Có tới Đại Điền chưa? Dạ con hả? Con đi ngang. Con đi ngang. Đại Điền đâu đi ngang đó? Không có hả? Con đi ngang chợ Tân Phong á. Tân Phong rồi mới quẹo vậy. Quẹo tái ra Đại Điền. Quẹo phải thì vô tới Thạnh. Bữa hổm cậu hai mua lạp của ai vậy cậu hai? Của người tên Đồ Lộ nè. Người ta đặt rồi á hả? Không có. Người mua lạp mới á. Mua lạp mới vậy nhiêu cái cậu hai? 16.000. 16.000 cái. Ủa vậy hả? Vậy thôi bữa hổm con nghe nói gì người ta kêu người ta cho lạp cậu hai. Cho là ở dưới có chở gì nè, lạp ngắn này nè, lạp dài này mua nè. Lạp ngắn này dưới. Có lạp ngắn, có lạp dài nữa ngộ hen. Lạp ngắn về đặt khỏe, lạp dài, móc máng khỏe lắm. Mà nó cũng vô y vậy. Hồi mới mốt chạy lạp dài không mua nữa. Nó cần cầm. Được. Thay thế gì á, mình móc máng có chút vậy nè. Móc máng là móc mình... móc bùn ở dưới đất á hắn cậu hai. Cái mình để lợp xuống đây. Dạ. Còn cái này phải móc thiệt dài ra. Dạ. Thêm 5 sáu tấc nữa. Cực mình hơn ha. Mà mình quải nó cũng cực hơn, để chặt chỗ hơn nữa. Chặt hơn. Kì chừng nào cậu hai đi đặt? Giờ đi ạ. Đi gần hay đi xa cậu hai? Này đi xa, mà đi trên bờ, bữa nào đi ghe kêu cho đi. Bữa nay cậu hai quải trên bờ đi hả? Nào quải trên bờ. Gánh hay là cậu hai xách làm sao? Gánh. Từ hôm đó nay nước mặn làm như cá bóng dừa nó cũng muốn chết thế cậu hai. Nó dở hơn nước ngọt. Vậy cậu hai xỏ lợp. Xỏ vô rồi cái xỏ cột vô cây tre này cái gánh đi. Đi khoảng nhiêu lợp đó khoảng cậu năm cậu hai đi bao xa cách đây khoảng cây số không? Cỡ đó. Đi trên bờ. Lội xuống dũng đặt. Vậy là giờ xong một cái đầu rồi. Nhiêu đó một đầu nữa đủ không cậu hai? Đâu đủ. 3 sâu nữa.
ba sâu. Chiều chùa không mất dáng hả? Chưa tát nước bỏ. Chưa đâu hả? Làm này đi. Hèn gì hồi nãy con đi ra bụi te con đứng dầm dầm con không thấy chiếc xuồng của cậu hai đâu hết trơn á. Vậy nên nó nằm úp dưới. Không kìa mẹ không rồi. Hả? Ta ác thiệt khiến cậu hai. Mà ăn cũng không có gì không có gì hết mà phá không ta. Một đầu hai sâu hả cậu hai? Kìa tiền qua tới kìa. Tiền bữa nay thì tiền sách cá. Cá này hồi sáng xuyên qua đi chợ mua à. Cá ta bè với lại bông súng. Đem theo bông súng là bông súng bữa hổm chị Lệ chỉ hái cho con á. Thì bữa nay là con mua cá ta bè về nấu canh chua bông súng cho cậu Năm, Bình Tòm, anh Quẹo ăn mà cho nó cũng còn gượng gạo á. Cậu Năm thôi hồi nãy cậu hai á bển nói cậu Năm người ta nhận chìm xuồng của cậu hai hai lần rồi đó. Thấy không? Ừ, hồi tối này bữa rồi mấy bữa trước là nhận bữa nữa đó. Người ta phá còn vậy chắc cái người mà bữa hôm đạp cái lập rồi đó. Vậy là phải cẩn thận chứ để vậy mơ mốt nó lù cái ruộng mốt lại luôn á. Thì ghê á. Cũng như người ta muốn ở lại địa phương người ta ta mặn đặt cá bắn này kia người ta ăn mà kiểu ở đâu về đặt người ta ghét rồi, rồi cái nội dung vậy á. Thì tôi hiểu cỡ cậu hai ha. Ông cũng chuyện ấy nó có nói chuyện rồi kia cũng được. Ông thấy ông cũng tội nghiệp hết rồi Năm. Đi đặt cá bóng dạo. Này kêu đi đặt dạo nè. Đúng rồi. Đụng đâu rồi có rồi đặt đó à. Bơi dạo dạo vậy. Cậu thả tôi theo nước vừa lớn á cậu hai. Cậu Năm. Xuống đây là 3 tiếng rưỡi đồng hồ á. Với thành phố lên đó hả? Tân Tân Đại Điền gì đó. Xã Đại Điền. Của huyện Thú con. Cực Thế Mồ ha. Đi buổi khuya à. Bỏ vậy. Đi ổng cũng lớn lớn tuổi rồi mà đi về sông nước cực quá. Thấy ổng yếu xìu à. Ổng coi yếu. Bữa hổm chị Lý vợ anh Lâm nè. Nói bữa ổng mắc mưa ổng đi đặt cá bóng dừa mà ổng bị mắc mưa ổng gung, ổng đứng gung không luôn á. Cầm cặp ổng nhúng gì đó. Gung mà kìm không nổi luôn. Rồi chị Lý thấy tội nghiệp. Bỏ vậy. Ủa đây có gì chị mất ta? Cây mướp hả? Cây mướp lên gài, con mướp gài. Mướp gài là gì cậu Năm? Mướp gài cũng như người ta giục cái trái mướp rồi nó tự nó lên nè. Kêu bằng mướp gài hả? Mướp gài mà người ta không có trồng kêu mướp gài nè. Mướp gài là kêu bằng mướp gừng á hả? Như giờ cái kiểu người ta bỏ rồi nó lên cái mình nói mướp gài là cũng như người ta không có chăm sóc mà nó lên á. Nguyên cái mướp nè. Thôi chặt bỏ nha. Bỏ dọn đi. Cậu Năm hồi nãy bên Toàn nói cậu Năm dọn cho sạch sẽ chỗ này đang mai mốt bơm cát bơm cho đầy cái chỗ này luôn. Bữa hổm thì bơm gần lần nhưng mà nó bị dẻ xuống rồi chờ sau khi dẻ xuống xong bên Toàn sẽ đổ lên một lớp nữa. Bởi vậy là không có tầm cây gì được hết, đâu có làm gì được đâu, tại vì nó bị động trũng động nước, nó chưa có được đàng hoàng. Nó bị trũng mà tầm đồ cũng được. Dạ. Cây đó để làm gì anh vậy? Ớt dây cọt hả? Cho đẹp á hả? Đẹp. Sao mà ngoài em đo ra tới đây nè, em ớt vô cái nữa thì y như cái cục chung mình thử. Đẹp. Ớt vô cọt đẹp hả? Ta không có tiền làm vậy hả anh vậy? Cái này mới là dừa già nè. Ha. Đó là già là trắng già luôn. Đây đúng lá chỗ này, chưa đúng lá chỗ này. Dọn chỗ này nhìn thấy tấm tải ghê hả anh Toàn? Dọn làm nhà qua đấy mà.
còn đất ở đâu. Nhìn thấy lá không thì nhìn không thấy, mà tới hồi chặt lá nhìn thấy rộng quá chừng luôn. Mà mấy chỗ này còn động tủng mà chỗ này có bơm không mình ta? Bơm chứ. Động tủng có cả. Bơm dắt dòng luôn không? Phá lại. Để mà ăn bơm đập một cho nó lúng, cho nó hết lúng. Cho nó hết, cho lúng cho đã đi mình phá lại. Ủa rồi chừng nào mới bơm cát? Bơm cho cát khoảng 3 bốn bữa nay cháu nguyên ru luôn. Chỗ này đó nó còn sập nữa, chỗ này cái đầu xẻo. Nó hình chua cá tà với bông súng. Tao xin cho mày á, quá chừng kèo nèo luôn kìa, với một cái củ bông súng đó mình tận. Đã lắm, củ bông súng mười chẻn luôn, bỏ vô cái bao mà chở á. Có cái nắp không? Để cái này ăn luôn khỏi ấy được không? Được. Thôi gì dai, có gì đâu. Con súng này là hôm bữa con đi xuống dưới nhà của chị Lệ, rồi cái chị Lệ với anh Hai đi hái cho con. Cái này là hái cho con ăn, còn cái hái cho Bình Toàn trồng á là cái củ. Còn nằm trong bao Bình Toàn thấy không? Hả? Bự lắm, chẳng luôn. Bao là gốc dừa kìa. Giờ con súng này mình nấu canh chua. Tháng nay thì qua đi chợ qua mua con cá hú, con cá ta bè về nấu canh chua. Thì cái này thì canh chua chỉ có bông súng thôi. Bông súng thì mình phải tước như vậy nè. Ủa cái này với cái mà nó có cái ngồi viết là nó cũng là ông thứ thôi mình. Ngồi viết là cái kia bông ấy mà. Bông gì? Có rau mát mà. Bậy, nó có giống như vậy nè, mà lên đầu nó có cái ngồi dưới cái bông. Cái bông. Ờ, cái bông hả? Ừ, cái gì đó. Cái thân ăn được, cái bông ăn được. Bậy, cái đó nó trẻ xinh xịn mà. Ăn được chứ, trẻ xinh xịn. Không, ý em nói cái đó là cái ngồi dưới đó là kêu bằng cái gì á, cũng là của cái này luôn hay gì? Cái nụ hoa. Không phải. Cái bà này là cái ngó hả? Cái ngồi dưới là cái gì ra, cái mà nó như nó nhảy con ra hay sao á. Được chứ. Được. Em biết là ăn nữa. Được rồi, mà em hỏi là kêu bằng cái gì? Người ta kêu bằng ngó sen là cái đó phải không? Ngó súng. Ở đây này là ngó súng. Này cái con súng này cái cành già cành non gì ăn cũng được phải không anh Quẹo? Nó cũng nó già hay non gì thì ở tâm nó cũng giòn giống như nhau, nó cũng mềm giống như nhau luôn. Nó không có khác gì nữa không? Ở dưới mà gì nó mềm thì nó ngon hơn. Nó giòn hơn. Nè chẳng hạn như mấy cái cọng này nè, cọng này là cọng non. Cọng tắn hả? Ngon hơn không? Bữa nào kiếm già thì nó ưa có gâu. Bữa nào đúng không? Kiếm cá sông làm mắm. Cái gì? Kiếm cá sông. Mắm gì? Mắm cá. Anh Quỳ biết là mắm không? Thì nên anh trầm mưa xuống nó lên đi. Biết là mắm hả? Biết chứ. Mắm gì? Con cá nấu canh nấu mắm hả? À bún mắm á hả? Ừ. À, tưởng đâu là mắm nhận. Nấu mắm, được. Là, mắm là ngon là biết làm sao ngon không? Sao? Có gao rồi. Ừ cái này là có bông súng với rau đắng kìa. Ha. Gao rồi tùm lum hết á. Mà anh thì leo đâu á. Mà anh thì anh nấu thì ăn được á mà không biết ngon hay không thôi nha. Ừ. Ăn cái này mát lắm à. Ăn đây mắm thì không ăn cái này đau lưng. Sao ạ? Nhỏ hả? Đi kiếm á. Cái gì lạc vậy nè? Chị Hai với anh Hai dưới đầu lưng. Chạy em không có đập. Tên đâu có nhỏ đâu. Nguyên một bụi có, không biết có cần chặt cái củ nó ra không anh Quẹo? Cái củ mà để cho nó sống chẳng thiệt. Củ cho sống. Vậy hả? Tưởng đâu chặt nhưng chặt non chứ. Tôi chặt cái rồi em phơi. Rồi sao nữa? Khô. Rồi sao nữa? Để chết ngắt. Chứ sao?
Cái này chị Linh làm gì nha? Làm đồ ăn cho hai đứa nhỏ. Cái cọng màu trắng gì là phải nó non không? Non. Ừ, nghĩ cọng bự gì nó mới non. Cọng biết sao? Còn mập nè, nó chưa ra lá nè, mập đồ. Nhắc này bóp bóp nè nha. Cốc cốc nhổ nó máu vậy. Này là gì của cô ông súng mình? Lá với cái cây tay nó lần lên lá lông lên bông đó. Ủa cái là cái này hả? Ừ. Chứ con nghĩ này không có cái này sao có bông? Không có thân. Ủa là cái này bông? Là cái này là của bông hả ta? Em đâu biết đâu. Ừ, như nó lên dày xong rồi nó có cái chót chót từ từ những ngồi viết cái ra bông. Còn lá nữa chị? Lá. Này cũng là cái lá nó vậy. Em tưởng cái phần này là khác. Rồi cái kia là khác nữa. Đúng không? Này cũng lá nữa là đúng không? Thiếu vậy. Nó vừa ra bông vừa lấy lá luôn. Bông súng này nó dễ sống lắm. Nhưng mà nước ngọt thì ừ. Nước mặn nó không chịu sống. Nước mặn có cây hàng bông nào mà nó chịu sống? Vừa nó cũng muốn chết. Mốt xứ mình hết lục bình luôn. Sao ạ? Không chết mặn chết ha. Bậy chứ nó mốt nó tâu gì không bụi hay bụi thế gì. Nó tâu lại từ từ mới có nữa. Tháng 7, tháng 8 là nước đổ nó mới tâu xuống nè. Bữa hổm nghe mẹ em nói là bữa mấy bữa mà gió nhiều quá anh Huệ. Ừ. Nước mặn lên lại ở cả quao. Ủa kỳ vậy, sao trời mưa mà nước mặn? Nước sao biết? Thời tiết gì kỳ vậy? Sao biết nước mặn lên lại? Mấy mà anh Út Việt vừa nói trời mưa mà nước mặn lên. Kỳ vậy? Tại với cá quao nó gần biển vậy. Cá quao là dưới An Định á, cách mình có 20 cây hả anh Bình? 20 cây nhưng 20 cây nhưng mà đường sông nó xa hơn. Nhưng mà sao mà tới An Định dữ hả? Thì đường sông nó hơn chục hơn 20 cây nhưng mà ừ. Nhưng mà số tính tới Hạnh Phú thì nó cũng xa dữ lắm chợ, rồi. Chở cá quao đi tốn nhẹ gì. Nhưng mà cửa biển của mình nó đâu có ra Hạnh Phú. Chứ ra nào? Nhớ ra Ba Tư phải. Uh-huh. Ba Tư giáp Hạnh Phú mà anh Quẹo. Giáp nhưng mà hiện bên Ba Tư bên Hạnh Phú. Nhưng mà chỉ hình chữ C mà. Anh không hiểu là cái sông nó có liên quan tới nước mặn nó có. Rồi cửa ơi Tiền ơi. Nhiều khi em đứng em thắc mắc hoài nói ủa tại sao ai đây là cái biển mà tại sao quay quẹo vô cái sông cái biển không có nước ngọt. Không hiểu được. Tại nhớ cái thượng nguồn đạp xuống mạnh quá nước biển nó xâm nhập vô cái nổi. Vậy hả? Tôi đi học mà bán chuyện đó cứ không hiểu đó cho học 12 năm thì đèn sách chi tiền. Cũng nói như vậy nhưng mà mình thấy rõ ràng trước mắt mình thì nó cũng ngay đây cũng xong ngay cũng xong mà không. Nhưng mà nó khác cái dòng chảy trên đây nó chỉ chảy nước ra không à, nước bên kia nó đâu chảy vô được. Bẩm. Bẩm. Tẩm tẩm là biết cái anh diễn tả là cái khúc nào không? Khúc nào? Cái khúc mình giờ đi ra không có tóc màu vậy. Ờ khúc có tóc màu vậy mình tẩm. Tẩm mẹ hả? Ừ. Cá này cá ta bè à? Cá bè mới ngon á. Cá bè ngon, cá hú ăn ngán quá. Ngỡ nhiều hả? Mỡ quá trời. Không câu được hai con ăn, giờ cũng câu nữa chắc bỏ quá. Không câu được hai ra xong câu được hai cá 2 kg. Ghê vậy? Còn ký. Đâu rồi? Ăn chứ đâu. Ăn gì không cho hai vậy ta hả? Chắc khuya quá 11 12 giờ. Hay vậy? Ừ, cá hú đã sáng con ký. Cá hú tự nhiên cũng ngon hơn cá hú nữa. Ừ. Cái dạng như người ta cũng xảy ra rồi mà ta xảy ra. Ăn ngán quá. Ngán mỡ hả? Một câu, một câu nữa chắc bắt dính nó chắc thả quá. Bữa hổm thằng kia nó là ông Bàng á. Ông là mốt, đừng thả nói tao nha. Anh nói vậy. Thả đừng thả nha. Thả vô miệng á. Con Năm nhiều khi con nói giỡn mà người ta cũng tưởng là thiệt nữa con Năm. Cái tánh nó nghiêm nghiêm á. Phải ổn. Nhìn thấy mặt anh nghiêm quá, tưởng thiệt. Cũng như nó láo mà cười là người ta biết phải không? Hôm nay ca mở quá, mốt câu được chắc thả qua. Cái ông la thôi đừng thả, để tao, cho tao đi. Nãy giờ để đây cho lửa nó cháy liu riu, đặng cho chín cá. Đó, giờ mình dỡ ra thử cái chín chưa? Chín chưa tao? Nóng quá. Không dám mở ra. Không dám mở. Để lên mở. Cái này là cái chén nước mắm, đường, muối, tắc. Con nêm nếm xong xuôi trong đây rồi chút nữa con dễ cho tẩm luôn.
chưa phải không? Thôi nhổ hứng thôi, quay hết hứng hả? Hồi nãy bình tọt nghe người ta ca câu kê bên kia, cái bình tọt đây cũng ngẫu hứng theo. Tôi muốn gì à bình tọt? Tôi muốn em nghe đời vui giàu sang. Gì kỳ vậy? Có gì kỳ vậy? Tôi nói giàu sang rồi nên thầy tiền sao bị yêu ta đó, cái nhau có kỳ á ta không đây sao không mà nãy giờ mình để nó kích hát coi. Mình thì tay tá làm sao với được em. Thấy ghê quá. Cái thằng nó sáng tác ra bài hát thằng đó bảo đâu nó nghèo chắc. Sao vậy? Nghèo mới sáng tác cái bài đó chứ dạo luôn chị. Đó, bắp sắp chuẩn bị thu hoạch ha. Cái ngày tính lấy khúc ngọn mà không được chứ cậu Năm nữa. Dạ. Cậu Năm, cậu chơi, cậu lấy hết tân à. Dạ, dạ. Lấy hết tân rồi, thấy không? Dạ, anh làm ăn hết tân. Ông nghe anh lấy ngọn cái ông bứng cái gốc vậy luôn à. Ông chia gì ta. Tông không đút bài bản gì tân. Mày cũng tại mấy con gà chứ đâu phải tại người tông. Không phải. Em phải khoét cái nào ra cái đó cho nó đàng hoàng à, đó cái màu đó giờ tầm ngon dữ lắm. Ngon ngon gì? Tầm bắp bữa nào anh xuống tầm không lấy tầm có ngô đó sao ai đủ ăn đủ không không đủ ăn. Ví dụ tầm quan quận em tái ăn cây cũng được hai tái thì em tái anh tái nè bệnh tái phải bốn tái bảy gì cây bắp gì bốn tái ơi bốn mắt bảy bảy không bảy cây bắp ta có hai tái hà bảy ta để có hai tái hà không có khi nào cây bắp được bốn tái tân á chú ơi. Chú nhớ lộn người đó.